shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì xin chào tất cả mọi người và hôm nay sẽ là video tặng ác cho anh em chơi. Giới thiệu với anh em, hiện tại thì shop ác của mình đó là sĩ kẹo shop.com đây. Thì hôm nay mình sẽ mua một vài cái ác thử vận may để tặng cho mọi người nhé. Hiện tại thì có một cái mục thử vận may đang rất là hot trên shop của mình, đó là thử vận may Free Fire 50k nha anh em. Đối với cái shop của mình thì tha hồ nhiều ác cho anh em thoải mái lựa chọn luôn. Ok, và mình sẽ lựa đại một cái ác để mua tặng cho anh em này. 19386 nha mọi người. Đây rồi, và nhấn luôn vào mua ngay nhỉ mọi người. Ok, tiếp theo sẽ là mua thêm hai cái ác nữa nha mọi người. Đây, nó sẽ là cái mã số là 19361. Ok, xác nhận mua này. Và sẽ mua thêm một cái ác nữa, 19362 đây. Thì mọi người có thể thấy là cái việc mà anh em nạp tiền cũng như là mua ác trên shop của mình nó rất là đơn giản. Và đây chính là ba cái ác mà mình đã mua. Ngày hôm nay thì tặng cả cho anh em luôn. Đó, có sâu tài khoản cũng như là mật khẩu thì mọi người đăng nhập bằng Facebook nha. Đây là cái ác thứ hai này anh em này. Và đây chính là ác thứ ba luôn, thì mình sẽ vào test thử coi. Anh em chỉ cần là copy tài khoản cũng như là mật khẩu, sau đấy là anh em đăng nhập vào game mà thôi. Ok mọi người, và không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào ác và kiểm tra xem là với 50k chúng ta sẽ có thể là trúng được cái ác nó như thế nào nha mọi người. Phần mật khẩu thì như lúc nãy mà thôi. Ok, tức là anh em vào xem tài khoản mật khẩu và các bạn đăng nhập một cách vô cùng là bình thường. Xác nhận này. Yes, khá là tuyệt vời. Mua cái ác 50k thì ở đây là mình đã trúng được cái ác đó là có 3.000 kim cương mọi người nhá. Cái này thì tùy thuộc vào cái vận may của anh em thôi. Đấy, ngoài ra thì trong shop mình còn bán rất là nhiều những cái ác Free Fire trắng thông tin. Mọi người có thể vào mua để chơi nha anh em. Thì đây nó sẽ là cái nick có ID game là 31685846 này. Hiện tại thì đang ở rank kim cương 2 nha mọi người. Đơn giản là có kim cương nên là hôm nay quyết định vào khô máu ở trong mấy cái vòng quay này thôi anh em ơi. Cái vòng quay xem là có vòng quay nào mới không nhỉ mọi người. Cái này là toàn quay cũ thôi. Có mỗi là sang phiên bản OB17 thì chúng ta sẽ có được cái vòng quay chế tác mới. Ok, công nhận là nhìn chất chơi người rơi luôn mọi người ạ. Ồ, đang được giảm giá nữa luôn này. Ok, quay luôn vé 5 lượt này mọi người này. Uầy, một đá chế tác rồi nha anh em. À, mình có hai đá chế tác rồi. Một bản thiết kế chú hề luôn. Uầy, ngày hôm nay quay hên vậy anh em ạ. Lần nào cũng trúng luôn. Cũng trúng rồi. Đậu xanh hết hên rồi nha em ạ. À, một bản thiết kế này. Úi dồi ôi, mình đang quay, đừng có mời mình không có chơi game đâu. Ok, quay tốc độ luôn và được một mớ đá chế tác luôn anh em ơi. Rồi nha, lại thêm một đá chế tác này. Bây giờ là mình đang có 6 đá chế tác với lại 3 bản thiết kế này á. À không, vẫn chưa đổ được cái bộ trang phục xịn nhất mọi người ạ. Thế này thì ok, mình sẽ cố gắng quay thêm một đá chế tác nữa để có thể là đổ được luôn cái bộ trang phục xịn nhất ở trong cái vòng quay chế tác luôn mọi người ạ. Đây, ok, đã thêm được một viên đá chế tác nữa rồi anh em ơi. Mình có 7 đá chế tác này, 3 bản thiết kế luôn. Úi dồi ôi, gói thằng hề ma mị này, đổi luôn. Đậu xanh, chất lượng chưa anh em? Anh em lại bảo với tôi là không chất lượng đi. Rất là ngầu luôn mọi người ạ, cái bộ trang phục xứng đáng đồng tiền bát gạo. Thế là để quay được cái bộ trang phục này thì mình tốn mất 1.700 kim cương. Ui, công nhận là cũng hơi sót thật nhưng mà trang phục đẹp mọi người ạ. Và đây anh em, sau khi quay xong cái vòng quay chế tác nó cho mình một mớ vàng luôn. Thì ok, thử khô máu xem. Cũng như là vòng quay mới trong phiên bản OB17 đó là vòng quay quý cô Tây Ban Nha. Một cái bộ trang phục khá là chất mọi người ạ. Nhưng mà Lucky bây giờ mới có bao nhiêu đây? 86 hả? Thế này thì quay hơi khó rồi anh em ơi. Bình thường thì có khi là mình phải Lucky trên 200 ấy thì anh em mới có cơ hội trúng được cái quý cô Tây Ban Nha này cơ. Thật ra thì nó là hên xui thôi, còn mình là quay khá là xui luôn anh em ạ. Ok, còn về quay kim cương miễn phí này. Vì là nãy mình quay vòng quay chế tác nên là chúng rất là nhiều vé quay miễn phí luôn nha anh em. Ok này, tiếp tục nhận thưởng và quay luôn nhỉ anh em ơi, vé cuối cùng. Ui, thế là nó không trúng anh em ạ.
À mình quên mất anh em ạ, nãy giờ mải quay quá các bạn ạ. Thế nên là đâm ra là mình còn chưa mở cái bộ trang phục cho anh em xem nữa này. Được rồi thì mình chọn cái nhân vật nam này. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ lựa chọn xem cái bộ trang phục mới nhất nó ở chỗ nào anh em. Ok, mới nhận được cái hộp mảnh thôi. Và đây, hình như là nó ở bên dưới thì phải anh em ơi. Đây rồi, mặt nạ thằng hề ma mị nhá. Chất chưa anh em? Ông nào dám nói không chất, bước ra đây. Úi dồi ôi, cái bộ trang phục phải nói là cực kỳ là ngầu luôn anh em ơi. À, ngoài ra trợ thủ thì cũng mới có thêm trợ thủ mới, chó Shiba đậu xanh, trông cái mặt chó nó ngáo vãi chưởng luôn. Ok ok anh em, thì các bạn có thể là mua con chó này với giá là 450 kim cương. À, chất chơi người rơi, chó Shiba này chất lượng chưa? Khá là ngon luôn anh em ạ. Ok ok, mình khỏi đặt tên cho nó luôn. Ui, có 41 thức ăn luôn cả. Thế này thì chó nó gần mắc cấp rồi anh em ơi. Một thức ăn cho thú cuối cùng này. Ok, mở khóa được một vài cái hành động này. Trông con chó Shiba đáng yêu vãi anh em ạ. Vậy nên là nếu như mà anh em nào chưa mua thì hãy vào luôn trong shop để mua luôn nhé. Mà hình như là mình nhớ là có chương trình nếu như mà anh em nạp một kim cương ấy thì các bạn sẽ có trúng được con chó Shiba này luôn. Công nhận là cũng hay. Ok, nhận thưởng thông báo đã. Đậu xanh anh em thấy chưa, con chó kiểu trông đáng yêu vãi chưởng. Thì nãy giờ mình vẫn quên luôn anh em ơi, chưa có show tủ đồ cho mọi người xem này. Thì đây, đây là tủ đồ nhân vật nam nha mọi người ơi. Đấy, những cái bộ trang phục dành cho nam thì ác này chỉ có một vài cái bộ trang phục cơ bản mà thôi. Về quần thì cũng như vậy luôn. Nhưng mà nói chung là anh em mua cái ác có 50k mà các bạn trúng được một cái ác có 3.000 kim cương, cũng như là bộ trang phục đây, tất cả những nhân vật ở đây, như này thì cũng gọi là ngon rồi anh em ạ. Ok mọi người hãy nhanh tay thử vận may tại sĩkẹoshop.com nha. Đây là cái shop ác duy nhất của mình luôn nha mọi người nhá. Đấy, tranh thủ sâu tủ đồ cho anh em luôn. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Ngoài ra thì về cái mục sưu tập này thì có mục nề này, rất là nhiều ảnh nề để cho anh em lựa nhá. Đó, ba lô thì chỉ có 3 cái skin ba lô mà thôi. Khá là ít, hòm sát thì cũng rất là ít mọi người ạ. Dù cũng vậy luôn. Ván lướt này, bây giờ xem cái mục skin súng nhá. Chúng ta sẽ có UMP thảm họa này, MP5 màu hồng này. Ngoài ra thì đây sẽ là VDS vệ binh ngân hà này, MP10 Titan này, mắt Pharaon K98 này. Ok, đấy có một vài skin liệu nữa mà thôi. Phương tiện thì không có, hành động thì chỉ có 3 hành động thôi mọi người ạ. Và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.